sau khi tập cardio xong. Lấy không? Học lấy không? Học lấy. Hello anh em, chào mừng tới kênh YouTube của Nam và Nam Đây Nè. Hôm nay lại là một cái video tiếp theo của Nam trong suốt một cái series ghi hình lại để tạo ra một cuốn nhật ký giảm cân hoàn chỉnh cho Nam. Thế vào chủ đề hôm nay Nam muốn nói tới đó là vậy cardio là cái gì? Thì đơn giản cardio là những cái bài khiến cho cơ thể của mình nó đốt mỡ hiệu quả hơn, qua cái việc đó là nó làm cho cái hệ tim mạch của mình nó đập nhanh hơn. Và khi các bạn tập những bài cardio á, thì cái hệ tim mạch của mình nó sẽ khỏe lên và nó làm cho cơ thể của mình nó có một cái sự chuyển hóa nhanh hơn. Thì khi các bạn tập thể dục với một cái hệ tim mạch khỏe á, thì nó sẽ kích thích đốt mỡ nhanh hơn bình thường. Đó là cái tác dụng của cardio. Đơn giản thì mình chỉ chốt lại một điều thôi, đó là cardio là những cái bài tập cho cơ tim của mình. Cho nên là các bạn hãy tập cardio nếu như đã tập luyện, tại vì nó sẽ làm cho mình kiên trì trong tập luyện. Bằng cái việc đó là khi cơ thể mình có cảm giác khỏe lên mỗi ngày á, các bạn sẽ cảm thấy rất là thích thú trong tập luyện. Chắc chắn để đốt mỡ thì các bạn phải cardio rồi, không có một cái bài tập gì có thể đốt mỡ ngoài cardio đó. Cho dù các bạn gặp bụng 100 cái, hít đất 100 cái, thì những bài đó là những bài tăng cơ chứ không phải những bài đốt mỡ. Thì cardio sẽ tập như thế nào? Thì ngày hôm nay thì Nam chính thức là Nam sẽ làm một cái video về tập luyện. Sẽ có những cái bài tập ăn hành để cho Nam có thể giảm cân xuống một cách đúng đắn. Thì hôm nay Nam sẽ bắt đầu bằng chuyện đó là Nam làm một cái video về cardio. Và Nam đã chuẩn bị bài tập ở đây rồi, Nam đã ghi ra giấy. Và hôm nay Nam sẽ ra công viên để Nam tập bài này. Và cho nguyên cái team 100 ngày ăn hành sắp mặt với bài này luôn. Ok, thì Nam đang có mặt ngoài công viên. Bây giờ thì Nam sẽ nói những cái bài tập cardio mà Nam sẽ tập ngày hôm nay. Thì bài cardio này nó chỉ dành cho beginner thôi, nó không có những động tác khó, mà nó chỉ bao gồm tập hợp những cái động tác mà nó rất đơn giản. Ví dụ như là mình có nhảy dây nè, mình có nâng cao đùi, mình có gót chạm mông, jumping jack, chạy tốc độ tại chỗ, mountain climb, và bài cuối cùng là bicycle, chạy xe đạp. Thì cái nguyên tắc của bài này á, thì động tác nó không khó, nhưng mà nó khó ở chỗ đó là nó sẽ siết thời gian cho mình. Thì mình sẽ làm cái chuỗi động tác này trong vòng, mỗi động tác là mình làm 45 giây rồi mình nghỉ 15 giây, sau đó mình tiếp tục làm động tác khác. Và cái quan trọng là mọi người phải làm hoàn thành đủ 5 cái set tập, 5 cái round cho cái bài tập này. Là mỗi round mọi người nghỉ khoảng 2 phút. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Quan trọng hơn, mà quan trọng là mình làm cho tim mình đập nhanh. Okay. Okay, let's go. xuyên xuống ngoài này mình nhớ thở đều chút, không có sao mặt. Cái vô gốc. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Chạy 10 giây, nhặt 10 giây nhặt. Okay, let's go. Okay, let's go. Xong. Quay quay bóp. Đó là một set, mình còn 4 set như vậy nữa. Bây giờ thì cho tụi kia ăn hành chung luôn, chứ hành mình mệt quá. Ok, đây là bài tập rất là hiệu quả để mình sau khi tập cardio xong. Lý không? Hợp lý không? Hợp lý.